Trong hành trình làm việc hàng ngày để mang lại nụ cười đẹp và tự tin cho mọi người, tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi và thắc mắc về răng sứ giá bao nhiêu, trồng răng sứ vĩnh viễn thì giá bao nhiêu. Và rất nhiều người gặp phải các vấn đề về răng miệng nhưng họ không được tư vấn một cách đầy đủ. Và thật sự tôi rất là bực mình khi mà nhiều nha khoa ngoài kia, không phải là tất cả, nhưng mà một trong số họ không thật sự xuất phát từ cái tâm của mình. Và họ làm bất chấp, thậm chí những cái trường hợp không thể làm họ vẫn tư vấn làm, rồi sau đó thì những biến chứng sứ xảy ra. Và qua quá trình làm hơn 10 năm nay thì tôi nhận ra những cái biến chứng sứ này không xảy ra ngay lập tức trong một vài năm, nên đôi khi ban đầu thì bạn sẽ không nhận ra, và thời gian sau thì việc bọc sứ sai cách, sai kỹ thuật, không đúng chỉ định có thể dẫn đến những cái hậu quả như là viêm lợi, viêm nha chu, răng lung lay và có những cái nguy cơ biến chứng vùng chân răng. Chúng ta có thể xem những cái biến chứng này ở trên kênh bác sĩ Cường nhé. Và quay trở lại chủ đề chính của video ngày hôm nay, bác sĩ Cường sẽ nói về việc trồng răng sứ vĩnh viễn giá bao nhiêu là hợp lý và những yếu tố ảnh hưởng đến giá của việc trồng răng sứ. Hãy xem đến hết video để tìm hiểu nhé. Trước khi bước vào chủ đề chính, tôi là thạc sĩ bác sĩ Cường, tốt nghiệp ở Đại học Y Hà Nội và tôi đã từng công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba. Và tôi cũng là một trong những bác sĩ nội trú của trường đại học Yonsei của Hàn Quốc, một trong ba trường đại học hàng đầu. Và trồng răng sứ vĩnh viễn là một trong những phương pháp phục hình răng hiện đại nhất hiện nay. Và bạn hãy tưởng tượng đây là răng bị hư, sau đó chúng ta sẽ tạo hình để lắp lên một chiếc chụp như thế này. Hoặc nhiều bạn có hàm răng không được đẹp lắm thì thường dùng phương pháp này, nhưng làm cả hàm để có một nụ cười tự tin hơn. Các bạn có thể thấy các diễn viên ca sĩ họ đều có hàm răng trắng lấp lánh. Đó chính là một trong những phương pháp bọc răng sứ thẩm mỹ. Tuy nhiên, giá cả của quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trồng răng sứ vĩnh viễn bao gồm: thứ nhất là về số lượng răng cần làm chụp bọc. Nếu bạn cần làm chụp bọc nhiều răng hơn thì giá sẽ tăng lên. Thứ hai là vị trí của răng cần làm chụp bọc. Nếu răng cần chụp bọc ở vị trí khó tiếp cận hoặc gây khó khăn trong quá trình phục hình thì giá cả sẽ tăng lên. Và yếu tố thứ ba là loại vật liệu sử dụng. Có nhiều loại vật liệu sử dụng khác nhau có thể ảnh hưởng đến giá của răng sứ vĩnh viễn, bao gồm là sứ này, composite này, kim loại và zirconia, và mỗi loại vật liệu sẽ có giá cả khác nhau. Và thứ tư là kỹ thuật trồng răng. Có nhiều kỹ thuật khác nhau để trồng răng sứ vĩnh viễn, bao gồm cả kỹ thuật trồng răng cố định hoặc là trồng răng sứ trên implant, là một loại chân răng nhân tạo. Giá cả cũng phụ thuộc vào kỹ thuật được sử dụng. Và yếu tố thứ năm là vị trí của phòng khám nha khoa. Giá cả phụ thuộc vào vị trí phòng khám nha khoa. Ở những cái khu vực thuê nhà giá đắt đỏ thì giá của làm răng sứ cũng sẽ cao hơn. Vậy bác sĩ Cường sẽ kết luận cho các bạn là giá trung bình cho quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn là bao nhiêu. Sẽ có nhiều loại sứ mà mọi người đã nghe đến, như là sứ lava dao động từ 7 đến 10 triệu, sứ katana dao động từ 3 đến 5 triệu, xê công dao động từ 4 đến 6 triệu. Và giá sứ trung bình cho quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn có thể dao động từ 800.000 đến 40 triệu cho một loại răng. Tuy nhiên, với những cái loại 800.000 thì thường chỉ là những cái loại răng sứ thép, nó sẽ dễ gây viêm lợi và đen cổ chân răng, và độ bền thì không cao và dễ vỡ. Và các loại sứ zirconia không có thương hiệu thường được nhập từ Trung Quốc và nó cũng dễ gây viêm, dễ vỡ sứ nữa. Những loại sứ cao cấp chính hãng thì cơ bản là chất lượng không khác biệt nhau nhiều, nhưng hiện nay thì có những loại mức giá trên trời. Vậy thì khi nào bạn nên trồng răng sứ và nó mang lại lợi ích gì? Và tại sao nhiều người lại yêu thích cái phương pháp này đến vậy? Để tạo ra một nụ cười tuyệt đẹp thì răng sứ được thiết kế để giống như răng thật và giúp tự tin hơn. Và những răng sứ được thiết kế đúng thì sẽ giúp tăng độ bền của răng. Và thứ ba là tiết kiệm thời gian. Quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn có thể được thực hiện trong một vài lần thăm khám nha khoa và chỉ mất từ 2 đến 3 giờ để hoàn thành. Và thứ tư là nó dễ chăm sóc. Răng sứ không cần chăm sóc đặc biệt và có thể được trải răng và sử dụng kem đánh răng như bình thường. Và thứ năm là răng sứ giúp tăng cường chức năng của răng bằng cách giúp người sử dụng nhai và nói tốt hơn. Những lưu ý khi trồng răng sứ vĩnh viễn. Trong quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn, người sử dụng cần lưu ý một số điểm sau. Thứ nhất là chỉ định đúng, điều này vô cùng quan trọng và chúng ta hãy cần tham khảo kỹ từ bác sĩ, những chuyên gia để lựa chọn phương pháp phù hợp nhé. Thứ hai là chọn phòng khám uy tín. Người sử dụng nên chọn phòng khám nha khoa uy tín và có kinh nghiệm để đảm bảo quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn được thực hiện chính xác và an toàn. Thứ ba là chế độ chăm sóc răng miệng sau quá trình trồng răng. Người sử dụng cần chăm sóc răng miệng đúng cách và sau khi trồng răng sứ vĩnh viễn để đảm bảo răng được bảo vệ và duy trì trong thời gian dài. Và tại nha khoa bác sĩ Cường thì tất cả những cái trường hợp mà làm răng sứ, trước khi làm thì bác sĩ Cường sẽ yêu cầu là lấy cao răng để mà đảm bảo chiếc răng đó được khỏe mạnh, và sau đó thì mới tiến hành bọc răng sứ. Và sau đó thì bác sĩ Cường sẽ có chế độ dành riêng cho các khách hàng đã chụp bọc răng sứ, là một năm 2 lần được chăm sóc và được thăm khám hoàn toàn miễn phí. Và bác sĩ Cường sẽ theo sát được các vấn đề khách hàng gặp phải và xử lý ngay để đảm bảo cho bạn luôn có một hàm răng chắc khỏe. Tóm lại, trồng răng sứ vĩnh viễn là một trong các làm chụp bọc răng hiện đại và hiệu quả.
Tuy nhiên, giá cả do quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, và khi bạn mong muốn làm răng thì cần lựa chọn phòng khám, nhà khoa uy tín và có kinh nghiệm để đảm bảo quá trình trồng răng sứ vĩnh viễn được thực hiện đúng quy trình và an toàn. Hơn nữa, sau khi mà trồng răng sứ vĩnh viễn thì người sử dụng cần chăm sóc răng miệng đúng cách và được hướng dẫn để duy trì răng sứ trong thời gian dài. Các cụ ta hay nói là cái răng cái tóc là gốc con người, vậy nên hãy cẩn trọng trong việc làm răng sứ bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.